À, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại Giang đang ngồi trong khoang nội thất của chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản xăng cao cấp. Thì với phiên bản năm nay thì Hyundai Santa Fe đã trang bị cái màn hình táp lô trung tâm là 12 inch và cho phép chúng ta có thể thay đổi với là tùy biến cái giao diện ha. Thì hôm nay Giang sẽ hướng dẫn anh chị cách chỉnh tùy biến giao diện trên màn hình táp lô của Santa Fe 2021. Thì đầu tiên Giang sẽ giới thiệu cái phần nút bấm. Thì khi chúng ta muốn thay đổi cái chế độ ở bên phần màn hình táp lô thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phím này ha. Thì các bạn thấy các anh chị sẽ thấy là khi mình bấm phím này nó sẽ di chuyển từng cái thư mục, và khi mà chúng ta còn cái phần mà di chuyển lên xuống thì chúng ta bấm ở đây, di chuyển một lên xuống ha. Chúng ta bấm ở đây, và nếu mà chọn vào một cái mục nào bấm thì mình bấm OK thì mình nhấn vào đó, thì nó sẽ vào cái thư mục đó. Thì bây giờ Giang sẽ thoát ra, Giang sẽ thoát ra để mà hướng dẫn anh chị vào cái thư mục để cài đặt. Thì bình thường thì xe nó sẽ để ở cái chế độ này là phần cảnh báo làn đường, là đèn đường, hoặc là cái phần mà thông số về số km cũng như là tiêu hao nhiên liệu. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần một cài đặt và bánh răng nè. Chúng ta di chuyển tới cái phần luster và luster, rồi chúng ta sẽ di chuyển xuống đến cái phần theme selection thì anh chị nhấp vào OK. Vào đây thì chúng ta sẽ được chọn tùy biến các theme. Thì trong này nó sẽ có 4 theme: theme A, theme B, theme C và theme D. Ngoài ra nó sẽ có một cái chế độ là link to ride mode, có nghĩa là khi mà chúng ta chọn vào một này đó, thì khi mỗi lần mình thay đổi chế độ lái thì nó sẽ thay đổi một cái theme đó, nó sẽ thay đổi một cái giao diện đó. Còn trường hợp mà nếu anh chị muốn mà nó cố định một cái theme nào đó thì anh chị sẽ nhấp vào như theme A nè, theme A, theme B, theme C và đặc biệt là theme D. Và khi mà anh chị chọn cái theme D á, thì nó sẽ hơi hướng là nhìn nó trẻ trung cũng như là nó kiểu khoa học, hơi giống cái bộ phim khoa học viễn tưởng á. Thì chúng ta nếu mà nó dễ thấy nhất là khi mình chọn vào cái phần một mà cảm báo là đèn đường á, thì nó sẽ mô phỏng chiếc xe hình 3D á, nhìn rất là sang trọng cũng như là nó rất là đẹp. Thường thì khi mà xe mình từ nhà máy về á, thì nó sẽ chọn chế độ mặc định là link to ride mode, có nghĩa là khi mà mình đổi chế độ lái thì nó sẽ hiển thị từng cái theme lên đó, thì mặc định nó sẽ như vậy. Rồi thì hiện tại qua clip này Giang đã hướng dẫn xong anh chị cách thay đổi cái theme để cho phù hợp với sở thích của anh chị. Thì nếu anh chị thấy hay, hãy vui lòng bấm like cũng như subscribe cho kênh YouTube của Giang để Giang có thể làm thêm nhiều clip nữa để giúp anh chị có thể sử dụng xe một cách tốt nhất. Và xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.